Hôm nay có hai chiếc xe Raptor, một chiếc xe 49A 2021 biển A không niên hạn, sở hữu vĩnh viễn luôn. Đây là chiếc 2022 biển Sài Gòn màu xanh luôn. Biển Sài Gòn đi có 12.000 cây à, 2021 thì đi 33.000 cây anh chị, 999 triệu. Bên kia thì 2022 siêu lướt 1.030 tỷ nha. Hai con đều màu xanh hết anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng chiếc một nha anh chị. Đầu tiên là chiếc 2021 biển A Ford Ranger Raptor đi 33.000 km. Lốp này anh chị còn mới tinh luôn ha. Lồng về còn rất là đẹp luôn. Xe thì sơn zin 98% anh chị. Rất là đẹp rồi. Anh chị nhìn cái bánh này. Bánh này chảy xước nhẹ nhẹ xíu không đáng kể anh chị ha. Taxi tất cả mọi thứ còn rất là liền lạc, rất cứng cáp ha. Lên thêm cái nắp thùng nữa anh chị. Raptor màu xanh thì rất là mạnh mẽ rồi. Xe cơ bắp Mỹ. Ghế chỉnh điện nhé. Ghế chỉnh điện này. Có số hộp số tự động này. Chế độ 2 gài 1 cầu 2 cầu ở đây ha. Đây, lái chuyển số vô lăng này, rất là hầm hố thể thao luôn ha. Đi chuẩn auto 33.000 km anh chị. Gương chỉnh điện cập điện luôn ha. Xe này thì anh chị nhìn vô lăng này còn rất là đẹp ha. Vô lăng cần số tất cả mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, 2021 mà biển A sở hữu vĩnh viễn luôn. Thì anh chị có thể là xài không niên hạn thì sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Còn anh chị nào mà không quan tâm tới niên hạn, chạy 5 năm, 10 năm đổi xe thì có thể mua 2022 bên kia siêu lướt. Cái tem Raptor thì không thể nhầm lẫn ở đâu anh chị ha. Này, phuộc nhún ở đây này. Rất là êm ái đúng không ha. Nhưng mà xe này thì so với du lịch thì cũng không thể nào mà bằng được anh chị ha. Ranger Raptor mà được 5 chỗ ngồi, lên nắp thùng đầy đủ hết rồi anh chị. Xe này có nắp thùng sẵn hết rồi ha. Lên thêm cái ti nữa này anh chị. Lên thêm cái ti để đỡ cho nhẹ ha. Xe biển 49 nên sơ cua thậm chí còn mới tinh luôn anh chị ha. Lầm về gầm mọi thứ còn rất là tốt luôn anh chị. Xe này chủ về đi có 30 mấy ngàn cây à. Rất là đẹp luôn anh chị. Mà chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều nha. Đèn dạng đèn 3 tầng nha anh chị. Rất là đẹp ha. Bố trí rất là mạnh mẽ, rất là cơ bắp luôn. Ford Ranger Raptor 2021 biển A. Nó 4 quả bánh thì còn rất là đẹp ha. 30 mấy ngàn cây thì nói chung không xi nhê gì anh chị. Bệ bước chân mọi thứ này đầy đủ hết rồi. Rất là đẹp luôn. Đây, lên thảm sàn 5D luôn ha. Ghế thì pha nỉ ha, đặc trưng của Ford pha nỉ. Hàng ghế bên phụ thì chỉnh cơ nha anh chị. Hàng ghế chỉnh cơ. Đây anh chị, rất là đẹp luôn. Ford Raptor 21 đi 33.000 cây mà có giá 999 triệu ha. Rất là đẹp luôn. Đây anh chị, nhìn lại biển A này, rất là đẹp ha. Mới tinh à. Rồi, bên này thì hàng siêu lướt anh chị. 2022 còn mới tinh. Nhiều chỗ còn siêu chưa bóc luôn anh chị ha. Biển Sài Gòn sẵn. Anh chị nhìn quả lốp này. Mới tinh luôn. Mới tinh luôn ha. Lồng vè mọi thứ rất là sáng luôn ha. Đây. 2022 siêu lướt 12.000 cây số anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây, nội thất này. Lên thảm sàn 5D màu đỏ, rất là mạnh mẽ ha. Tần số này anh chị. Auto này, chuẩn 12.000 km nha anh chị. Vô lăng này, mới tinh luôn anh chị. Lên thêm cái mà camera hành trình rồi. Rất là đẹp ha. Chúng ta nhìn những táp ly của này. Nhìn rất là mới luôn anh chị. Mới tinh à. Về chúng ta chỉ có đổ dầu là đi thôi. Đây anh chị. Rất là đẹp luôn. Lên thêm cái nắp thùng phía sau nữa rồi. Nắp thùng này đẹp hơn ha. Đẹp hơn. Đây anh chị. Những cái siêu vẫn chưa bóc luôn này. Siêu tem vẫn chưa bóc luôn anh chị ha. Về chúng ta có thể là tự tay bóc tem luôn anh chị. Xe rất là đẹp luôn. Nhìn táp ly cửa còn mới tinh à. 2022 mà thì có 12.000 cây à. Này, chúng ta nhìn keo chỉ tất cả mọi thứ còn nguyên bản hết anh chị. 4 quả lốp thì mới tinh luôn ha anh chị. Lên thêm cái nắp thùng ở phía sau. Xe này chủ mua tại Ford Suối Tiên anh chị. Bây giờ chúng ta nhìn gầm này anh chị. Gầm này, gầm sáng trưng, không reset. Sơ cua chưa hạ luôn anh chị nha. 2022 mà đi có 12.000 cây số thì chưa hạ rồi. Tất nhiên là chưa hạ rồi. Nhìn cái nắp thùng này. Đây này. Rất là đẹp luôn anh chị.
lên sẵn nắp thùng hết rồi. Nắp thùng này cũng rất là đẹp luôn. Đây này, đèn cũng 3 tầng anh chị ha, 2022. À, còn anh chị nào mà thích cái xe mà đời thấp hơn chút xíu mà niên hạn không niên hạn thì con vẫn còn một chiếc màu trắng ha, vẫn còn một chiếc màu trắng 2019 màu trắng. Đó, xe giá chỉ có 901 thôi. Còn có 3 chiếc Raptor luôn anh chị ha. Đây này, chúng ta nhìn con 2022 này thì rất là mê luôn anh chị. Nhìn mới tinh nhỉ, sơn zin nguyên con luôn anh chị. Không có một vết tẩy xước nào luôn anh chị nha. Nó nhìn rất là đẹp, rất là hầm hố luôn. Nó có tới 3 chiếc Raptor, 2 chiếc màu xanh, 1 chiếc màu trắng anh chị ha. Anh chị nào mà quan tâm bán tải thì con cũng còn khá nhiều nha. Đó, ngoài ra còn chiếc WeChat 2016 nữa này anh chị, 3.2, con này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, biển Sài Gòn luôn anh chị nha, màu xanh nhớt à. À, mới về thêm con này nữa này, XLS số tự động 2021 nhập khẩu Thái Lan. À, xe cá nhân một chủ 46.000 cây. À, xe này mới về tức thì luôn, con chưa vệ sinh gì ha. Sau video này con tiến hành vệ sinh dọn rửa. Đây, số tự động này anh chị. Đây, 2021 ha. 46.000 km chuẩn auto. Đó, 560 triệu cho một chiếc xe số tự động. Đó. Có 4 chiếc bán tải và còn khá nhiều dòng 7 chỗ, 5 chỗ ở đây ha. Fortuner này, Sorento này, Innova này, đầy đủ hết anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm hai chiếc bán tải thì cứ tới trải nghiệm lái thử xe đi. Quân đang để tại khu dân cư Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xe có thu cũ và đổi mới, có đổi xe, có hỗ trợ ngân hàng luôn anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị đã coi hết video.